Thử thách 7 ngày thu hút người yêu lý tưởng. Có rất nhiều bạn đã nhắn tin cho Thảo và hỏi luật hấp dẫn có thu hút con người hay không? Mình có thể hấp dẫn được người khác đến với mình hay không? Câu trả lời rằng luật hấp dẫn hoạt động với mọi thứ. Đây là cách mà bạn hấp dẫn một người vào trong cuộc sống của mình. Bạn hãy lấy giấy bút ra và vẽ một vòng tròn. Trong vòng tròn là người yêu lý tưởng của bạn. Sau đó là bạn hãy vẽ những cái đường thẳng thông tin về kiểu người mà bạn muốn hấp dẫn. Ví dụ bạn muốn người đó là người độc thân, bạn muốn người đó là người vui vẻ hạnh phúc, bạn muốn một người khỏe mạnh và với vẻ ngoài ưa nhìn, bạn muốn người đó là người yêu thương và quan tâm bạn, bạn muốn họ là người phát triển bản thân, bạn muốn họ là người có trí tuệ. Và khi mà Thảo nói đến đây thì rất nhiều người nghĩ rằng nó là vô lý. Nhưng nếu bạn hiểu về luật hấp dẫn và hiểu rằng mọi thứ đều là năng lượng và năng lượng thì vận hành theo quy luật, và luật ở đây nó là luật rung động và luật hấp dẫn, vậy nên là bạn sẽ thu hút vào trong cuộc sống của mình những thứ mà bạn hòa hợp và rung động với nó. Bạn hãy tự hỏi mình rằng là tôi muốn hấp dẫn một cái kiểu người như thế nào và cái tố chất của người đó là người như thế nào. Và sau đó bạn bắt đầu gửi cái kiểu người mà bạn muốn cho vũ trụ. Bạn hãy nghĩ đến những cái tính cách mà bạn muốn ở người đó. Sau đó bước thứ hai là bạn hãy hình dung bạn đang ở cùng với kiểu người này. Hãy thêm chi tiết nếu như bạn muốn. Hãy sống cùng với người này ở trong tâm trí của bạn. Ví dụ bạn đang đi dạo với họ, bạn đang trò chuyện cùng với người đó, bạn đang ăn tối cùng với người đó. Bạn thấy họ ở trong tâm trí của bạn. Và khi bạn làm điều này đang ở cùng tần số với họ. Và nếu như bạn tiếp tục làm điều này hàng ngày và thường xuyên lặp đi lặp lại điều đó thì vũ trụ sẽ gửi đến cho bạn chính xác cái người đang hòa hợp với tần số của bạn và họ sẽ bước vào trong cuộc sống của bạn. Và nếu như hiện nay bạn đang hấp dẫn thứ mà mình không mong muốn thì hãy nhìn lại chính bản thân mình, hãy thay đổi lại tần số rung động của bạn để bạn hòa hợp với tần số rung động của những điều mà bạn thật sự mong muốn. Hãy follow kênh của Thảo để nhận thêm nhiều giá trị hơn nữa nhé. Chúc các bạn thành công!